Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn sử dụng platform TechProfit, và video hôm nay sẽ về ROE, một công cụ cực kỳ quan trọng để tìm ra những cơ hội giao dịch cổ phiếu và cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên về định nghĩa, ROE là viết tắt của Relative Strength, tức là sức mạnh tương đối. Nó là một chỉ số dùng để so sánh hiệu suất của một cổ phiếu, của một ngành so với thị trường chung, hoặc so với ngành và cổ phiếu của các cổ phiếu cùng ngành với nhau, và nó được tính toán trong các khung thời gian nhất định. Như ở đây mọi người có thấy là TechProfit có 4 khung thời gian, một là khung thời gian 1 ngày, được chưa? Khung thời gian 20 ngày, ROE 20, ROE 60 và một khung tùy chỉnh. Thì khung này mọi người có thể tùy chỉnh khoảng thời gian nào mọi người mong muốn. Giữa khung thời ROE 1 ngày thì em chỉnh lại về ngày hôm trước. Đây, ROE 1 ngày thì trong một phiên đấy mọi người có thể thấy là diễn biến của các ngành so với thị trường chung là như thế nào. Thì ví dụ như ROE một ngày trong ngày 25 tháng 5 chẳng hạn, thì mọi người thấy là ngành đã khỏe nhất thị trường chung tại ngày hôm đấy là ngành trồng và chế biến cao su. Trong khi đó thị trường chung ở đây VnIndex tăng nhẹ 0,27 điểm, tương đương 0,27%, và cái ngành chế biến cao su tăng 3,61 điểm, được chưa? Thì tại khung thời gian đo đạc ấy, thì các cổ phiếu và các ngành và các chỉ số luôn luôn bắt đầu ở điểm 0. Và chúng ta cho chạy để xem diễn biến giá, thì diễn biến giá trong khoảng thời gian đấy, xem là trong khoảng một thời gian nhất định cái cổ phiếu hoặc là cái ngành nào mình đang mong muốn tìm kiếm nó diễn biến giá nó đi như thế nào để mình có thể xác định được. Thì quan trọng nhất ở đây chúng ta đã có cái khung ROE 20. Thì khung ROE 20 này nó sẽ là tín hiệu đầu tiên và quan trọng nhất để tìm kiếm những ngành có sức mạnh khỏe hơn thị trường chung, được không ạ? Thì nếu mà chúng ta muốn giao dịch tốt thì chúng ta luôn luôn tìm kiếm những ngành khỏe, đúng không? Và trong ngành khỏe đấy thì chúng ta sẽ tìm những cổ phiếu khỏe nhất trong ngành. Cho nên những cái dấu hiệu, ví dụ dấu hiệu của ngành, ở đây là ngành trồng và chế biến cao su trong phim nay, thì nó đang có xu hướng yếu hơn thị trường chung, nhưng phim nay là có dấu cắt lên, thì đây là những cái tín hiệu đầu tiên để có thể cảnh báo là cái ngành đấy đang chuẩn bị hình thành sóng ngành và chuẩn bị tốt lên. Thì thêm các yếu tố khác, ví dụ đánh giá về vĩ mô, đánh giá về dòng tiền, thì mình có thể kết luận là liệu cái diễn biến của cổ phiếu này có tạo thành sóng ngành được hay không, được chưa? Thì ở đây chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là khung bên này là phần biểu đồ và diễn biến giá. Thì ở đây chúng ta có ranking, list danh sách các cổ phiếu, các ngành trên thị trường, và nó được sắp xếp theo vốn hóa. Ngành có vốn hóa lớn nhất là ngân hàng, bất động sản, được không ạ? Được chưa? Thì ở đây mọi người có thể so sánh được hai phần. Một là diễn biến của thị trường chung như thế nào bằng cách quan sát những cổ phiếu có những ngành có vốn hóa lớn trên thị trường nó diễn biến như thế nào. Ví dụ chúng ta sẽ quan sát những ngành nổi bật trong đoạn này nhé. Ví dụ như ngân hàng, bất động sản thương mại, chứng khoán và dầu khí, được chưa? Thì rất dễ chúng ta nhận thấy đây là đang chia thành hai nửa. Nửa đầu tiên là bất động sản thương mại và dầu khí, là hai cái ngành đang có xu hướng cực kỳ tốt và đang khá là mạnh trên thị trường, được chưa? Trong khi đó chứng khoán thì đang hình thành cái trend suy yếu nhẹ ở đây, được chưa? Còn đâu ngân hàng và thép thì đang đi, ngân hàng thì đi khá sát VnIndex, còn thép thì đang yếu hơn thị trường chung khá nhiều. Thì đấy là những cái kết luận khi chúng ta đánh giá thị trường. Còn đối với việc tìm kiếm cơ hội thì sao? Thì việc tìm cơ hội chúng ta sẽ có cái bảng sức mạnh ROE ngành ở bên phần trên này, và chúng ta chia làm hai phần, một là ngành trên index và ngành dưới index. Tại sao chúng ta lại chia như thế này? Thì vẫn là quan điểm chúng ta tìm kiếm những ngành mạnh hơn hoặc là những ngành mới chớm mạnh hơn, thì cái việc so sánh những ngành mạnh nhất so với index này và những ngành chớm mạnh lên, thì mọi người lựa chọn những ngành chớm mạnh lên ở phần phía bên dưới là tốt, hoặc là những ngành chuẩn bị mạnh lên là những ngành phía bên này. Ví dụ như những ngành chuẩn bị mạnh lên nhỉ? Đây. Thì chúng ta đang thấy là một cái trend vận tải đường thủy đang trend cắm xuống, ok chúng ta bỏ qua này. Được chưa? Thì những ngành yếu bên này thì đang có xu hướng ngóc lên so với thị trường, nhưng mà nó chưa cắt lên thì cũng chưa thành trend được. Thì đây là cái đầu tiên về cái bảng sức mạnh của ngành là chúng ta có thể so sánh. Cái thứ hai đấy là phần điểm ROE. Thì đây là điểm ROE của ngành đấy trong một khoảng thời gian tính toán. Ví dụ ngành vận tải trong khoảng thời gian tính toán là một tháng gần nhất là ROE 20, thì chúng ta đã có đà tăng của nó là 7,82% so với một tháng trước đó. Đây chỉ số chung của ngành mọi người nhé. Và bên cạnh này là cái độ tăng giảm của ngành đấy so với phiên trước. Ví dụ 0 là không tăng, 9 là tăng 9 bậc, 2 là giảm 2 bậc, 3 là giảm 3 bậc. Và cấp ngành này thì đã được auto lọc vốn hóa ở đây rồi, lọc thanh khoản giao dịch. Và TechProfit thì luôn luôn mong muốn mọi người không giao dịch những cổ phiếu không có tính thanh khoản, như vậy rất khó để mọi người có thể mua đại trà, cho nên luôn luôn là ở đây là lọc thanh khoản, mọi người tắt đi nhé, tập lên là tắt đi. Tiếp đến là phần ranking các cổ phiếu trong ngành nhanh, thì mọi người click vào cái mũi tên này, mọi người thấy là ví dụ trong ngành dầu khí thời điểm hiện tại thì cổ phiếu mạnh nhất là PSH, tiếp đến là những cổ phiếu khác như PVS, PVC, PVD và OI. Được chưa? Thì đây là một cách nhìn nhanh để mọi người có thể đánh giá cổ phiếu trong ngành. Và tiếp theo là cái biểu tượng biểu đồ này, thì khi mọi người click vào, được chưa? Khi mọi người click vào cái biểu đồ này thì nó sẽ thể hiện chi tiết được tất cả các cổ phiếu trong ngành đấy và cũng auto lọc vốn hóa rồi. Được chưa? Để mọi người dễ dàng so sánh liệu cổ phiếu đấy có đầu tư được không, và liệu có sự đồng thuận của sóng ngành trong nhịp tăng vừa rồi hay không. Ví dụ đánh giá nhịp dầu khí đợt này thì chúng ta thấy là nó sẽ chia ba nhánh cổ phiếu. Một là PSH, một cổ phiếu tăng từ trước và tăng rất mạnh thì chúng ta bỏ phần này ở riêng ra, và những cái cổ phiếu đồng thuận khác như PVS, PVC và PVD thì đang thể hiện một cái sự đồng thuận nhất định của một cái cổ phiếu, nhóm cổ phiếu trong ngành. Tiếp đến là PSR, PV, PLX và OI thì không tăng là bao cả. Thì nếu mà đầu tư, nếu mà quyết định mà giao dịch thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu ở nhóm chung này và có sự đồng thuận ngành cao như thế này thì sẽ dễ tìm kiếm cơ hội hơn. Một ví dụ khác nhé, về ngành chứng khoán đi, một ngành khá là hot thời gian gần đây, được chưa? Cổ phiếu mạnh nhất chứng khoán bây giờ IPA và SPS. Chúng ta cùng xem các cổ phiếu trong ngành nó vận động như thế nào nhé. Thì các phiên gần đây mọi người có thể thấy là đều có sự đồng thuận đi xuống của cổ phiếu nhóm chứng khoán, được chưa? Và khi có sự đồng thuận này thì cái sự điều chỉnh của nhóm chứng khoán nó sẽ dễ dàng xảy ra hơn, vì cả nhóm ngành đều có sự đồng thuận. Và đây gần như toàn bộ các ngành, thậm chí là những cổ phiếu tắt bớt đi trong cái nhìn thế dễ. Đây, ví dụ VIC chẳng hạn, VIC hôm nay có phiên giảm cực kỳ sâu, được chưa? Thì đây cũng là cái xu hướng xấu của cổ phiếu để mọi người có thể đánh giá được cái rủi ro về ngành, đúng không ạ? Ok, quay trở lại biểu đồ ROE một chút, thì mình muốn nhấn mạnh một cái điểm là cái ROE 20 về ngắn hạn, và mình sẽ dùng cái ROE này để phát hiện ngành sớm. Còn nếu mà muốn tìm kiếm ngành trung hạn và có thể đầu tư lâu dài thì mọi người có thể quan tâm ROE 60. Đó. ROE 60 thì mọi người có thể thấy là chứng khoán vẫn giữ cái trend khá tốt từ trước đến nay, được chưa? Trong vòng 3 tháng gần đây nhất. Và tiếp đến những cái nhóm khác, ví dụ như viễn thông, ví dụ như nhựa, hoặc là ví dụ như cả dầu khí nữa, được chưa? Thì việc lựa chọn cổ phiếu trong ngắn hạn và trung hạn thì tùy khẩu vị của những nhà đầu tư khác nhau, và có thể mọi người có thể tùy chỉnh cái thời gian này khác hơn nữa để mọi người có thể dễ dàng so sánh. Ví dụ em điều chỉnh tháng 1 chưa? Thì nó luôn bắt đầu từ điểm 0 và diễn biến giá tiếp tục chạy cho đến thời điểm hiện tại, để xem diễn biến giá và xem mô hình giá so với thị trường chung hoặc so với các ngành khác nhau như thế nào. Thì đấy là toàn bộ cái chia sẻ hôm nay của em về cái hướng dẫn sử dụng biểu đồ ROE ngành và ROE cổ phiếu. Thì rất hy vọng là những cái chia sẻ này sẽ giúp ích được cho tất cả anh chị em nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ hội giao dịch để kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến công cụ và muốn nhận thêm những cơ hội từ bộ công cụ thì mọi người có thể join vào group Zalo ngay dưới màn hình tới đây. Thì rất mong nhận được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin cảm ơn ạ.